Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe, nơi cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cóp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về top 5 loại nước uống tốt cho mùa lạnh. Ở vị trí thứ nhất, đó là nước ấm. Uống một cốc nước ấm vừa giúp cho cơ thể cảm thấy ấm áp hơn, cung cấp nước cho cơ thể và còn giúp giải độc cơ thể hiệu quả. Uống nước ấm hàng ngày sẽ giúp tăng tính đàn hồi cho da, ngăn ngừa lão hóa, giúp da tươi trẻ hơn, căng tràn sức sống hơn. Ở vị trí thứ hai, đó là trà gừng. Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm nên rất hiệu quả trong việc làm ấm bụng, để chống lại cái lạnh bên ngoài và giúp bạn tránh cảm gió. Vào những ngày giá lạnh, một tách trà gừng nóng vào sáng sớm sẽ giúp bụng ấm hơn, giúp tinh thần trở nên sảng khoái, tỉnh táo hơn. Ở vị trí số 3, đó là trà chanh nóng. Có chứa vitamin C, ly trà chanh nóng giúp chống rét hiệu quả. Nếu có thể, hãy cho thêm một thìa nhỏ mật ong vào ly trà, sẽ tăng thêm tác dụng. Chanh tươi và mật ong có tác dụng phòng và chống ho khan, ho có đờm hiệu quả. Đây đều là những vấn đề sức khỏe dễ gặp khi trời lạnh, thường là gặp nhất ở trẻ nhỏ. Ở vị trí thứ tư, đó là nước hoa quả ấm. Nước ép từ cam, táo, nho, lê, dâu tây, v.v. đều rất tốt và có lợi cho cơ thể bởi chúng cung cấp nhiều muối khoáng và vitamin A, vitamin C, vitamin E. Chúng cũng giúp cho làn da mịn màng trong mùa đông. Vì vậy, bạn có thể pha thêm chút nước ấm vào nước ép hoa quả để uống khi thời tiết trở nên lạnh buốt. Ở vị trí cuối cùng, vị trí thứ 5, chocolate nóng. Chocolate nóng là đồ uống rất thích hợp trong mùa đông bởi nó không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn rất tốt cho sức khỏe. Trong chocolate có chứa chất chống oxy hóa flavonoid. Chất này có khả năng giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư và các bệnh về tim mạch. Chất anandamide trong chocolate giúp tinh thần luôn thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi. Có nhiều người có thói quen uống rượu để làm ấm cơ thể trong mùa lạnh, đặc biệt là nam giới. Nhưng thực tế, thói quen này lại gây hại cho sức khỏe. Vì nếu sau khi uống rượu phải hoạt động trong môi trường lạnh giá, cơ thể sẽ rất dễ bị cảm, trúng gió và nhiều chứng bệnh tiềm ẩn khác. Với những người thường xuyên uống nhiều rượu sẽ rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là về gan. Trong dân gian có một loại thảo dược có tên là an xoa, được biết đến với tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh về gan rất tốt. Đối với những người uống nhiều bia rượu có nguy cơ cao mắc bệnh về gan hoặc đang mắc các bệnh về gan như xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan siêu vi, ung thư gan, v.v. thì dùng nước sắc cây an xoa uống hàng ngày sẽ giúp giải độc gan, hỗ trợ phục hồi sức khỏe gan hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.